Xin chào quý độc giả của báo Đồng Nai. Sau đây mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật các tin tức đáng chú ý với tin nhanh audio hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 9 năm 2023. Thi công không nghỉ lễ ở sân bay Long Thành. Thưa quý vị, ngày hôm qua 3 tháng 9, ngày nghỉ thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, phóng viên báo Đồng Nai đã có mặt tại công trường thi công các hạng mục của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tại công trường của tuyến đường số 1 kết nối sân bay, giữa trưa nắng, hàng chục kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài làm việc. Đơn vị thi công cho biết, trước kỳ nghỉ lễ đã hoàn thành 7 cọc thử. Trong khi chờ kết quả thí nghiệm, các mũi thi công không nghỉ kể cả nghỉ lễ, mà tiếp tục công việc gia công lồng thép, sẵn sàng cho các hạng mục cầu và cầu vượt sắp triển khai. Còn tại gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành, đại diện liên danh nhà thầu cho biết, sau lễ khởi công, nhà thầu đã bắt đầu triển khai các hạng mục như mặt bằng, khu nhà văn phòng tạm hay là trạm biến áp. Ông Bùi Duy Nam, chỉ huy trưởng công ty cổ phần đầu tư xây dựng Recons, liên danh Việt Thơ, nhà thầu thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành cho biết. Cả nước đang nghỉ lễ, tuy nhiên ban chỉ huy công trường, các cán bộ kỹ thuật và công nhân nhà thầu vẫn luôn hăng say thực hiện thi công 2K, đảm bảo không bỏ lỡ một ngày nghỉ nào. Chúng tôi quyết tâm thực hiện và quyết tâm đạt được đưa dự án này về đích, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, không phụ lòng ủy thác của chủ tư, của chính phủ và nhân dân cả nước. Kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 51 xuyên suốt dịp nghỉ lễ. Trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết tổ chức kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông trên quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Biên Hòa xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Ghi nhận trong ngày 2 tháng 9 cho thấy cảnh sát giao thông đã dừng kiểm tra ngẫu nhiên hàng trăm loại phương tiện lưu thông trên quốc lộ 51 hướng Biên Hòa đi Long Thành. Qua đó đã phát hiện lập biên bản hơn 60 trường hợp, tất cả đều là người điều khiển xe máy. Để hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông, ngăn chặn hành vi vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, trong suốt cả 4 ngày của kỳ nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông để phát hiện, tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn. Khu du lịch Suối Mơ đón gần 14.000 lượt khách. Khu du lịch Suối Mơ ở huyện Tân Phú cho biết sau 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, khu du lịch Suối Mơ đã đón gần 14.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí. Với kết quả này, khu du lịch Suối Mơ đã vượt chỉ tiêu đề ra là từ 13 đến 15.000 lượt khách trong dịp lễ, tăng khoảng 30% so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Trong khi đó, kỳ nghỉ lễ vẫn còn, dự kiến Suối Mơ sẽ đón thêm trên dưới 9.000 lượt khách đến tham quan, du lịch. Một số khu điểm du lịch khác như Bửu Long, thành phố Biên Hòa đón gần 7.000 lượt khách, khu du lịch Vườn Xoài khoảng 4.000 lượt khách, khu du lịch sinh thái Làng Tre Việt gần 1.000 lượt khách. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh cũng là cao điểm du lịch cuối trong mùa hè năm 2023. Chuyển sang các tin tức khác. Nhiều trẻ nhập viện do đau mắt đỏ. Thưa quý vị, theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, những ngày gần đây, số bệnh nhi đến khám tại bệnh viện chủ yếu do mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa và đau mắt đỏ. Trong đó đáng lo ngại nhất là bệnh đau mắt đỏ, khi từ đầu tháng 8 đến nay, khoa mắt của bệnh viện đã khám và điều trị cho hơn 1.500 trường hợp. Đặc biệt trong 2 tuần gần đây, lượng bệnh nhi mắc bệnh đau mắt đỏ tăng rõ rệt với hơn 100 bệnh nhi một ngày. Để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ lây lan, bác sĩ khuyến cáo cần hạn chế dụi tay vào mắt, mũi, miệng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn. Nếu trẻ chảy nhiều nước mắt, có nhiều ghèn, dí mắt thì sử dụng khăn giấy hoặc bông gạc y tế sử dụng một lần để vệ sinh, sau đó bỏ vào thùng rác có nắp đậy để tránh lây cho người khác. Khi trẻ có các biểu hiện của bệnh, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời. Thu hàng ngàn vũ khí vật liệu nổ. Sau nửa tháng thực hiện cao điểm vận động, đã có hàng ngàn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được người dân giao nộp cho lực lượng công an. Tính từ ngày 15 tháng 8, công an tỉnh đã mở cao điểm vận động nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 300 buổi tuyên truyền với gần 10.000 người dân tham gia. Vận động thu hồi được hơn 1.700.000 loại vũ khí thô sơ, 110 súng tự chế, 9 khẩu súng hơi, 3 khẩu súng quân dụng, gần 100 súng công cụ hỗ trợ, trên 1.600.000 viên đạn quân dụng các loại, 10 quả bom mìn, lựu đạn, trái đạn các loại và gần 6 kg pháo. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện xử lý 3 vụ, 5 đối tượng vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu giữ 2 khẩu súng, 1 bình xịt hơi cay và 4 vũ khí thô sơ là mã tấu. Hai người tử vong sau tai nạn đường sắt. Khoảng 15 giờ ngày hôm qua 3 tháng 9, xe máy biển số tỉnh Đồng Nai do anh VAT khoảng 21 tuổi ngụ huyện Thống Nhất điều khiển, chở theo chị T khoảng 20 tuổi ngụ thành phố Long Khánh đang lưu thông trên đường trung tâm Hưng Lộc. Khi đến vị trí giao cắt với đường sắt lý trình km 1663+340 thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất thì xe máy xảy ra va chạm với đoàn tàu đang chạy hướng Bắc Nam.
Hậu quả, cú va chạm khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị đoàn tàu đẩy xa hơn 100 mét so với vị trí va chạm. Đoàn tàu đã phải dừng lại để cơ quan chức năng tiến hành điều tra hiện trường, khiến tình hình giao thông qua đường trung tâm Hưng Lộc bị tắc nghẽn. Trước đây quý vị vừa nghe tin nhanh audio của báo Đồng Nai. Hôm nay thứ hai đầu tuần cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay. Chúc quý vị tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn bên người thân gia đình và chuẩn bị sẵn sàng cho một tuần mới làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui.